Xin chào anh chị và các bạn, tôi Đinh Ngọc đây. Hôm nay tôi Ngọc đang đứng đây chính là trục đường T4 của phân khu nhà phố The Manhattan của dự án Vinhome Golden Park. Và hôm nay thì tôi Ngọc sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn một cái mô hình kinh doanh hiệu quả về dòng tiền mà đang vận hành khá là tốt ở phân khu nhà phố thấp tầng này. Như những video trước tôi Ngọc chia sẻ thì những cái ngành kinh doanh như cà phê, ăn uống thì đang rất là khó khăn và gần như là những hoạt động gần như là phải cầm cự. Hay là ngoài ra thì đối với phân khu nhà phố thấp tầng thì có những cái loại hình như những cái văn phòng về bất động sản, hay là những văn phòng về nội thất, hay là những cái văn phòng của những cái cơ quan đại diện, thì những cái loại hình đó tôi Ngọc khá là khó đo lường. Và tiếp theo đó là những cái mô hình về giáo dục, thì tất cả những cái mô hình ở trên phân khu nhà phố thấp tầng này hiện tại đang kinh doanh khá là khó khăn bởi vì những yếu tố như sau. Thứ nhất là cái vị trí của cái phân khu nhà phố thấp tầng này nó khá là xa cái khu dân cư hiện hữu. Khu dân cư hiện hữu đó là khu The Origami hay phân khu The Rainbow. Và ngoài ra cái tổng thể của dự án nó chưa có hoàn thiện, và những cái phân khu căn hộ cao tầng nó gần cái phân khu thấp tầng này, như phân khu The Beverly Solari, The Glory Hay hay là The Madrid Central Boy, thì nó chưa có bàn giao và cư dân chưa có về nên hiện tại nó cũng khá là khó khăn. Mặt khác, những cái cư dân hiện hữu của trên dự án như phân khu The Origami hay The Rainbow thì cái sức mua nó cũng khá là yếu, dẫn đến là một cái câu chuyện là hiện tại cái vấn đề kinh doanh ở đây nó đang khá là khó khăn và nó ế ẩm. Và rất là nhiều cái mô hình thì tôi Ngọc thấy rằng họ phải dịch chuyển từ khu nhà phố này để họ tiến vào trung tâm, nó sát những cái, ví dụ như tiến sát vào những cái chỗ cao tầng, tiến sát vào dân để khai thác những cái ngành nghề liên quan đến cà phê hoặc ăn uống. Và ở cái video này thì tôi Ngọc sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn một cái mô hình thực tế đang vận hành có dòng tiền khá là tốt tại cái căn shop house này. Và mời anh chị vào đi vào trong. Thì đây nó là một cái căn shop house 84m và có kích thước là 7 x 13, xây dựng theo quy cách của Vin, nó là trừ trước là 3 và trừ sau là 2, và sẽ xây dựng là một trệt, 4 lầu và một cái tum. Và hôm nay thì Tony Ngọc sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn một cái mô hình thực tế và sẽ dẫn anh chị và các bạn lên cái phòng, và tại cái phòng đó thì Tony Ngọc sẽ phân tích cái mô hình kinh doanh này. Và nếu như anh chị và các bạn thấy cái nội dung Tony Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích, hoặc có thể là cái thông tin này nó có thể giúp đỡ cho được một ai đó, thì anh chị vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tony Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tony Ngọc và đội ngũ team Kulen, góc nhìn đầu tư bất động sản. Ok, thì mời anh chị và các bạn lên một cái phòng cụ thể. Ok, tôi đang đến lầu 1, 2 phòng trên một sàn của căn 84m. Và như anh chị và các bạn biết rằng hiện tại kết cấu của cái căn shop này thì tôi Ngọc nhắc lại một chút, nó là một trệt, 4 lầu và một tum. Thì tại tầng trệt thì sẽ làm một cái sảnh lễ tân, một cái phòng nhân viên và cầu thang bộ và cầu thang máy và một cái toilet. Và cái thiết kế này nó cũng khá là nhỏ nhắn và xinh xắn. Vì đối với một cái sàn thì hiện tại còn lại là được 49m², bao gồm cả thang máy và thang bộ. Thì nếu mà trừ thang máy thang bộ thì đâu đó thì nó sẽ còn khoảng 39m. Và 39m này thì sẽ ngăn ra được hai cái phòng như thế này. Và cái câu chuyện ở đây thì tôi Đinh Ngọc sẽ phân tích tổng thể của một cái mô hình như thế này. Thì đối với một cái mô hình như thế này, anh chủ của cái khách sạn này sẽ thu được một cái dòng tiền tương ứng với lại khoảng 5% ở cái khách sạn này. Và đương nhiên đối với cái dòng tiền 5% đó thì phải trừ đi những cái khoản như sau. Thứ nhất đó là những cái phí liên quan đến cái câu chuyện về xà phòng, rồi những sửa tắm linh tinh thì nó sẽ rơi vào khoảng 5 triệu, rồi điện nước thì nó rơi vào khoảng 10 triệu. Và nếu mà không phải là chủ của những cái bất động sản này mà trực tiếp đi thuê căn như thế này thì nó đâu đó thì rơi vào khoảng tầm 40 triệu nữa. Thì tổng cái chi phí thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 55 triệu. Còn nếu mà mình tự phải vận hành, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình tự làm marketing, mình tự thay ga và mình tự đổ rác và mình tự lau nhà mỗi khi khách ra khách vào, thì mình sẽ được một cái số tiền đâu đó một tháng sẽ dư ra khoảng tầm từ 30 đến 40 triệu. Và tất cả những cái yếu tố này thì nó sẽ phụ thuộc vô cái người vận hành.
Và đối với cái loại hình khách sạn như thế này thì họ cần một cái gì? Họ cần một cái sự sạch sẽ, cái sự dịch vụ nó ok thì họ sẽ quen và họ sẽ tái sử dụng nhiều. Và đối với cái mô hình là một cái căn shop như thế này và ở tại cái vị trí đây thì hiện tại ở cái thời điểm này Tôn Ngọc thấy nó là một cái mô hình mà nó hoạt động khá là hiệu quả tại phân khu nhà phố Thấp Tầng này. Và đây nó cũng chỉ là một cái góc nhìn của Tony Ngọc, và Tony Ngọc biết rằng nhiều anh chị đang xem video đây cũng là chủ của những cái bất động sản, là những căn shop house, những căn biệt thự đơn lập, những căn biệt thự song lập hay là những căn boutique villa tại cái phân khu nhà phố Thấp Tầng dự án Vinhome Golden Park này. Hãy chia sẻ giúp tôi Ngọc những cái mô hình mà kinh doanh đang có lời hoặc đang hiệu quả tại phân khu Thấp Tầng này để nhiều anh chị và các bạn sẽ biết được cái mô hình đó và sẽ gọi là khai thác kinh doanh ở những cái hướng đó để giá trị của những cái bất động sản nó cao hơn khi mà cái giá thuê nó cao hơn, và dẫn đến là cái câu chuyện nếu anh chị và các bạn muốn bán hoặc là mình cầm cố hoặc mình vay ngân hàng thì nó cũng sẽ được cái mức nó cao hơn. Và đến đây thì tôi Ngọc xin phép được kết thúc ở video ở đây. Và trong cái quá trình tôi Ngọc làm video thì tôi Ngọc biết rằng đối với các loại hình ngành nghề này hoặc là những ngành nghề khác thì tôi Ngọc cũng không phải là người có am hiểu. Tuy nhiên thì tôi Ngọc cũng nêu ra một cái chủ đề, đó là cái loại hình nào, cái mô hình nào nó sẽ vận hành khai thác kinh doanh tốt ở phân khu nhà phố Thấp Tầng ở thời điểm này. Và nếu như anh chị và các bạn thấy cái video này hay hoặc là nó có thể giúp đỡ cho được một ai đó thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tôn Linh Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Tôn Linh Ngọc và đội ngũ team Culem. Tôn Linh Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi. Xin chào.